Hi. What's wrong? Nói sao mà muộn vậy con? Mẹ con. Bây giờ mình vào học luôn nha. Okay. Hôm nay chúng ta Now, let's start. Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại thì quá khứ đơn. Quá khứ đơn là sao? Là nói về những điều đã xảy ra chưa? Hay là chưa xảy ra? Rồi, và chủ đề lần này sẽ là party. Chúng ta sẽ xoay quanh vấn đề chủ đề là buổi tiệc nha. Chúng ta sẽ có hai câu hỏi chính là Where did you go on holiday? Và did you go to the party? Không biết Đúng rồi. không Rồi, vậy thì bây giờ nhớ lại cho cô cái phần cái này nó cứ tự chạy vậy. Đợi có một chút. à. Tự chạy Nó lại tự chạy. hả chu chu Rồi thì bây giờ nha. Để tiếng hát à? Ok, chúng ta quay lại với cái câu hỏi của mình này. Where did you go on holiday? Thì chúng ta sẽ có hai cách, hai cái chủ ngữ để trả lời, đó là dùng was hoặc là dùng were. Thì bây giờ nhìn xem là cái nào thì đi với was, còn cái nào thì đi với were. He, she và it. Và he, she và it thì ví dụ mình có thể thay bằng tên của một người nào đấy cũng được. Hùng hoặc Mai hoặc Lan hoặc là ông ấy, ông Lâm và bà Vân vân vân. Nhưng nhớ là chỉ một người thôi nha. Còn ở dưới này khi dùng were thì mình sẽ dùng với you là bạn hoặc là các bạn đều được. Rồi we, chúng tôi hay chúng ta nó tương tự như nhau, nghĩa là sao? Nghĩa là sẽ có mình và những người khác, được chưa? Nghĩa là từ hai người trở lên, nhưng mà trong cái chữ we đó là phải có con ở trong đấy. Con cũng cùng làm giống như thế nào. Còn they, they là họ, chúng nó thì nó sẽ không có mình ở trong đó. Giả sử đây nè. They were at school last week. Họ đã ở trường vào tuần trước. Họ này có mình không? Họ là mình đang nói những người khác, không phải mình. Nhưng mà khi nói là chúng tôi đã ở trường tuần trước, nghĩa là con có trong đấy không? Đó, nhớ chưa? Phân biệt cho cô này. Rồi, đây. Còn đối với động từ thường, đợi có xíu cho nó bị đờ đờ. Bực mình ghê luôn á. Rồi. Ok, được rồi. Thì đây, đối với động từ, đối với chủ ngữ thứ hai, khi mà mình dùng did not để nói á, thì chúng ta dùng chung cho cả hai. Thành nha, Thành để ý cho cô này. Ví dụ như là bình thường mình ở hiện tại mình nói là anh ta không làm gì thì mình sẽ nói là he doesn't, đúng chưa? He doesn't. Còn nếu tôi không thì sẽ là I don't, đúng không? Nhưng ở trong quá khứ thì tất cả cái này đều cộng với một cái duy nhất, đó là gì? Cộng với có cộng có chia có chia didn't gì ra nữa không? Mà chúng ta sẽ dùng chung cả didn't cho cả hai hai trường hợp luôn nha, hai nhóm này luôn. Cái nào cũng dùng didn't hết. Rồi, tiếp theo. Rồi, khi đặt câu hỏi thì chúng ta cũng đưa did ra trước và sau đó cộng với chủ ngữ và cộng với động từ không chia. Lưu ý đây này, Thành nhìn cho cô nha. Ở đây á, nó đã dùng did rồi. Thì ở đây cho dù là she thì was vẫn không chia, Hùng cũng không chia, I cũng không chia và they cũng không chia, được chưa? Không có cái nào phải thêm s, es gì cả nhé. Cũng không phải thêm ed luôn, ok? Rồi.
What's problem? Sao vậy? Now look at this. Rồi còn đến khi những cái động từ bình thường thì mình sẽ chuyển thành ed. Ed. Rồi con nhớ nguyên tắc thêm ed chưa? Rồi ví dụ bây giờ cô có thêm một từ này nữa. Rồi cô sẽ cho con một số từ và con sẽ chia cho cô nha. Rồi bây giờ ed như thế này. Bây giờ cô sẽ cho mình một số từ và con sẽ viết cho cô những cái từ đấy chia quá khứ thành gì, được chưa? Có phải cái nào cũng thêm ed không? Con tự viết đi, con viết sang bên cạnh đi. Cô viết xong chưa cô? Cô viết làm hai cột nha. Con chọn một màu khác nha. Con viết bên cạnh. Con cứ viết cho con ấn Enter xuống. Con viết tiếp. Ấn Enter. Viết xong một chữ con ấn Enter xuống. Con viết tiếp chữ thứ hai nha. Con viết được mấy từ rồi? Con làm viết. Viết hết cột bên trái xong viết cột bên phải nhé. Đó. Chia hết quá khứ cho cô. Sao? Cho cẩn thận nha.
Nhưng mấy từ rồi nè? Con đang nghĩ. Đang nghĩ luôn đó hả? Bây giờ cô bày cho con nha. Những cái từ nào con viết xong, con enter xuống, con viết tiếp. Từ nào con chưa viết được, con enter thêm một phát nữa, con viết từ ở dưới. Đến khi nào muốn viết thì mình click chuột lên trên rồi mình viết. Nghĩa là những cái chỗ nào không viết thì mình tạm thời mình để trống, xong mình viết những cái mình biết trước. Hôm nay mình không có nhiều thời gian lắm đâu nha. Rồi, enter tiếp. Go thì chuyển thành gì? Go thì chuyển thành quen. Go thì chuyển thành quen. Sing thì chuyển thành gì? Sing san. Study thì thêm ed như thế nào? Thêm ed nào? Chữ y dài thành y ngắn. Và thêm e, ed là được rồi. Đó, learn thì thêm gì? Đi thôi, is trong quá khứ thì chuyển thành gì? Hay dùng he is thì mình dùng he. He was. Đi sẽ thành gì thay vì he is thì chúng ta nói là he was as a. Còn nữa thì sẽ là were bình thường mình vẫn hay viết mà. W-A-R-E. Oh yeah, very good. Đó, do thì thành gì? Did. Did. Was. Wash thành gì? Was. Wash thêm gì? Thêm gì vào thôi? Then he said that him and then.
Rồi mình nhanh lên một chút xíu nha. Đó. Learned. Very good. Rồi, chuyển sang câu số 2. Biết thành gì? Ít thành gì đó? Ít thành at. Eight. Để cho con. Cho con cô. Ok. Chắc quá. Enjoy lắm. Enjoy.
Dễ lắm. Cho bình thường thôi. Cho nó chiều mà. Nó chưa chia. Nhưng mà nó bình thường lắm. Anh mẹ đây đâu? Nó không hề. Đúng rồi, nó không hề phức tạp cả. Mẹ đây đâu? Ê, đều xong. Okay, let me see. Slept. Drink. No, not drink. Chúng ta không chuyển thành drink. Rồi, ở chỗ này Thành lưu ý cho cô một cái nữa. Đó là khi mà chữ Y kết thúc của nó đằng trước là chữ O, đó là một nguyên âm, thì khi chúng ta thêm ED, chúng ta không chuyển thành Y ngắn. Nha. Play cũng vậy. Study thì có thấy không? Đây là chữ D này. Chữ D thì nó phụ âm. Nghĩa là nếu đứng trước chữ Y là một trong năm chữ A, E, I, O, U. Đứng trước chữ Y dài á, là A, E, I hoặc O hoặc U thì tất cả đều không. Không chuyển thành Y ngắn. Và giữ nguyên rồi thêm E, ED, H, got up. Rồi, chỗ này này Thành, chúng ta có the rank. The rank. Ok. Được chưa? Nói chung là làm khá là tốt. Cô sẽ lưu cái này lại để về cho mình học nha. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với bài học tiếp ngày hôm nay. Đấy là phần này cũng coi như là khá là quan trọng rồi. Rồi, chúng ta tiếp tục nha. Okay, where did you go? Con nhìn thấy màn hình chưa? Rồi. Now tell me, what did you do on holiday? What did you do? I went to work. Okay. Rồi còn gì nữa không nhờ? Where did you go? Không, ở đây con để ý không này. I went to Phú Quốc thì nó hơi kiểu như là sao nhỉ, nó nói về địa điểm nhiều hơn. Nhưng bây giờ cô đang nói là bạn đã làm gì vào kỳ nghỉ. Và cô còn có câu hỏi thứ hai là bạn đã đi đâu vào kỳ nghỉ. Thì bây giờ mình có thể đổi như này nè. Thay vì bây giờ mình nói là I went to Phú Quốc vào câu này đi, mình để dành cho câu sau nhé. Nào, cô sẽ hỏi lại trước nha. Where did you go on holiday? Where did you go on holiday? I went to Phú Quốc ha. Lưu ý cho cô, khi mà mình nói là con đi đâu á, thì con mới nói là I went to Phú Quốc something hoặc là ở đâu đó. Còn tiếp tục nào, what did you do on holiday, thì con sẽ nói về những cái hoạt động của con, ví dụ là tôi bơi, tôi ăn hải sản, vân vân vân. Những cái đó nha. Rồi, again. Làm lại ha. Where did you go on holiday? I went to Phú Quốc. Yeah, what did you do on holiday? What did you do on holiday? I went. What did you do? Tôi làm gì? Con không cần dựa theo cách người ta đâu. Con đi Phú Quốc thì con làm gì, con kể ra. Con tắm bể. I swim. In the sea. Yeah, I swim in the sea. Rồi gì nữa? Nhưng mà swim có dùng đúng không? Bây giờ mình đã bơi rồi thì mình có dùng từ swim không? Em phải đổi thành gì? Swam. Yeah, I swam. Như vậy mới đúng ha. Rồi, còn hành động nào khác không? Ví dụ tôi ăn hải sản nói là sao? Tôi ăn hải sản nói là sao? I ate seafood. Yeah, I ate seafood. Rồi, anh nhìn không nhỉ? Tôi tắm nắng. I
Một cái tâm nắng. Cái từ tâm nắng. Thì sân gì? Sun. Sun bathe. Day. Sun bathe. I sun bathe on the beach. On the beach. Okay, now next. Now, did you go to the party? Đây. Học cách cho cô cách dùng của thì quá khứ đơn. Chúng ta sẽ có hai cách dùng các bạn như sau. Thứ nhất là diễn ra một sự việc đã diễn ra trong thời gian cụ thể trong quá khứ và đã kết thúc ở hiện tại. Nghĩa là cái này nó chỉ diễn ra xong là thôi. Cái thứ hai. Ví dụ như là she came back, nghĩa là cô ấy chỉ đến và cái hành động mà cô ấy đến như vậy thì nó không có kéo dài lâu. Ok, hoặc là đó. Nó sẽ kết thúc là nhanh. Hoặc bây giờ sự việc đã diễn ra trong một khoảng thời gian dài hơn. Cái B nó phải dài hơn cái A, nhưng nó đều có điểm chung, nghĩa là hai cái này đều đã kết thúc chưa? À, và đều đã kết thúc. Thúc rồi. Ok. 7 năm. For 7 years. Nghĩa là cô ấy đã từng sống ở Tokyo trong vòng 7 năm. Nhưng bây giờ cô ấy có sống ở đây nữa không? Không. Không. Rồi, tiếp theo. Questions about a party. Now, what did you do at the party? Màu này khó nhìn quá. Okay. What did you do at a party? Bây giờ mình sẽ cụ thể ra những cái hành động nó phù hợp với a party, ăn uống, chơi bời, nhảy múa, hát vân vân. Rồi vậy thì Thành nè, tell me, what did you do at the party? À, sorry, cô sẽ hỏi câu hai. Câu hai trước nào. When was your birthday? I. Cô đã hỏi là when was nha. My birthday was on 20th of October. Yeah, okay. So what did you do at your birthday party? What did you do at your birthday party? I did. Tôi đã làm gì nhỉ? Tôi đã ăn, đã uống, đã nhảy, đã múa thì nói sao? I did dancing. No, I dance. I dance. I dance and. Có phải sing nữa không? Không. Dance. I dance and sang at the party. Rồi nếu tôi ăn bánh và uống nước trái cây thì nói sao nhỉ? I also eat that at. I also ate. I drank fruit juice. Nước ép trái cây mà. Okay. Now, Esai, you're gonna do this one. Rồi, nhiệm vụ của mình, hãy chọn đáp án đúng cho cô nè. Chúng ta khoanh vào nhé.
Okay. Okay. Now. Sorry. Rồi. Did you go to my party last Sunday? Con có thể tự trả lời luôn nè. Did you go to my party last Sunday? Người ta hỏi như thế này thì mình chỉ có mấy cái trả lời thôi. Hỏi bằng did, do, are, was, vân vân thì chúng ta chỉ có hai cách trả lời. Một là có đi thì trả lời là yes. Còn nếu không thì là là no, không no. Mà vậy nào, trả lời cho con ạ. Did you go to my party last Sunday? Did you? No, I didn't. Did Mary go to the zoo with her parents? Yes. Yes, I did. Did Mary go to the zoo with her parents? Chết gì mày đúng? Có hỏi con không? Không. Thì con hỏi Mary thì phải xưng là gì? She. Đúng rồi. Yes, she. Is. She. Yes, she did. Yes, she did. Okay. Vẫn dùng bình thường rồi. Now, yesterday, ngày hôm qua. Rồi, đáp án nào mới đúng? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D, ha? Ngày hôm qua tôi đã ở nhà và đã xem TV. Hai cái hành động này đều nói về cái khoảng thời gian trong quá khứ hết. Cho nên mình chia ED hết cho cả hai nha. Rồi con nhìn thấy này, đằng trước chữ trong chữ stay thì chữ này kết thúc bằng chữ y dài, nhưng đằng trước nó là chữ a, cho nên là nó có chuyển thành y ngắn không? Không. Không. Đó. Rồi, câu số 4. Did they enjoy their holidays? Yes, they did. Là đúng rồi. Chúng ta xem một bài tập nữa nha. Nào. Chúng ta con sẽ chia động từ cho cô. Bây giờ cô cho con các động từ be ở đây, nghĩa là động từ to be á, am, are chia thành quá khứ như thế nào. Con viết ở đây nha. Chia quá khứ. Thích chia thành quá khứ thành gì? Thêm ed. Thành took. Không phải, không thêm ed đâu, nó chuyển thành took. My father took me to the zoo yesterday. My friend doctors last year. Động từ to be. Chỗ này không phải động từ to be đâu. Chỗ này cô sẽ sửa cho con một chút nha. À thôi, thế cũng được. Sao? Nghĩa là đầu cô thấy thì nó câu ra nó không hay lắm, nhưng mà nó vẫn đúng. Là trên là is. Không, nó không phải là is. Cô định đổi thành một động từ khác. Nhưng mà quá khứ mà, quá khứ cái này là quá khứ của động từ. Was. Nó sẽ là was hoặc là were. Nhưng mà con was. Con nhìn xem my friends là nhiều người hay ít người? Nhiều người. Nhiều người thì chia cái nào? Buy. Buy là mua. Mua. Buy thành bought. Bought là từ gì đó? Con không biết gì từ talk. Thử cố gắng nhớ xem nào. Wow.
nhớ ra rồi. Sắp ra rồi đó. BO bắt đầu bằng B và O. Đầu bằng B và O. Nó rồi. Nó rồi. Cô sẽ ghi đây. Bắt đầu bằng B và O nha. Dạ. Từ này grenade. Sai rồi. Next one, play easy. Tại quá cũng easy luôn. ED là xong đúng rồi. Còn cái cuối cùng thì sao? Dạ khó rồi. Dễ luôn, dùng tôi bay mà. Con cuối cùng mà không biết là gì. Sợ quá, sợ quá. Học mà. No, I don't believe in you. Ok, mình để cơ hơ. Cô là gì đâu? Rồi, đây. My father took me to the zoo yesterday. My friend were doctors last year. Sai hết luôn. Ờ, sai hết hả? Sai hết đâu? Thích sai hết đâu? Now last week we play and she was okay. Hôm nay chúng ta sẽ hoàn thành bài rất là tốt. Thật là may vì hôm nay chúng ta tuy có ít thời gian nhưng mà mình cũng đã làm rất là nhanh. Khen ngợi tinh thần lớp học của Thành ngày hôm nay. Congratulations. Và bây giờ chúng ta sẽ tạm biệt nhau nha. Lát nữa cô sẽ gửi thêm bài tập ra con. Lát nữa cô mới chữa bài được vì cô chưa có thời gian hát. Ok. See you.